Hello, chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm bánh bò hấp. Mình làm trong cái chén nhỏ nhỏ xinh xinh. Nguyên liệu rất là đơn giản. Mình cần bột gạo nè, bột năng nè, đường nè. Cái này là men nở, instant yeast. Còn cái này là vani. Nước dừa tươi, nước dừa coconut juice á. Còn này nước dừa cốt dừa, nước cốt dừa. Cái này là coconut milk. Cái này là baking powder. Cái đây là màu. Màu này màu làm bánh cake, làm bánh sinh nhật đó. Đó. Ok, bây giờ mình bắt đầu làm bột ha. Mình bỏ khoảng chừng 2 cấp, cỡ chừng 2 cấp bột gạo đó, thì khoảng chừng 240 gram bột gạo vô trong đây. Cái này là bột năng, khoảng 1/4 cấp là cỡ 40 gram. Cái này là 3 muỗng cà phê bột nở instant yeast. Và cái này là nước coconut juice. Bây giờ mình mở ra ha. Bây giờ mình chỉ cần 1 cốc thôi. Bỏ vô máy, bắt đầu mình quay cho máy nó trộn đều khoảng chừng 2 đến 3 phút, xong mình lấy ra. Mình lấy ra mình lúc mà bột nước nó chảy vậy như vậy là ok. Xong mình lấy bao ni lông mình wrap cover nó lại rồi mình bỏ vô trong oven. Mình không có bật lò, chỉ để trong đó cho nó ấm để men nó nở đó, không có bật lò lên ha. Rồi bây giờ mình làm, trong khi mà mình đợi men nó nở thì mình sẽ làm nước cốt dừa. Mình bỏ một lon nước cốt dừa vô trong cái tô với bỏ đường vào, rồi vani vào, xong rồi mình quậy, mình bỏ vô microwave á. Mình quay khoảng chừng 2 phút, không cần sôi đâu, cho nó ấm ấm á, rồi bắt đầu mình lấy muỗng mình quậy quậy cho nó tan đường á, tan hết tất cả, xong mình để cho nó nguội. Rồi sau mà 30 phút á, thì cái men nở nó đã nở lên rồi nè, rồi nước dừa, cốt dừa nó đã nguội rồi. Cái mình chế hai cái thứ lại với nhau, bắt đầu mình trộn chung với nhau, hai hỗn hợp này trộn chung với nhau cho nó đều. Xong rồi cái mình lấy plastic wrap á, bao ni lông á, mình cover lại, mình cho nó nghỉ 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Cái bột sau khi mình ủ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi nó lên men như vậy nè. Thấy không, bọt đó, bọt có mấy cái bọt khí nó nổi lên đó. Đó, quay gần lại ha, các bạn thấy đó. Trước khi mình chia làm 3 phần đó, mình bỏ 1 muỗng cà phê bột bột nổi á, 1 muỗng cà phê baking powder vô mình trộn. Lúc mà mình quậy bột nổi vào á, đều quậy cho nó đều, xong mình chia ra 3 tô đều nhau. Rồi bắt đầu mình dùng một chút xíu màu xanh bỏ vào trong tô, mình quậy cho nó tan màu. Mình muốn làm một tô màu xanh, rồi một tô khác thì mình dùng màu vàng, bỏ chút xíu màu vàng vô rồi mình quậy cho nó tan màu vàng trong đó, là mình có thêm một tô màu vàng nữa. Còn tô màu kia là màu trắng thì mình có 3 màu, màu trắng, màu xanh, màu vàng đó.
dùng mấy cái khuôn bé bé như vậy này mình hấp bánh bò ha. Mình dùng cái khuôn này mình lấy chút xíu dầu mình chà xung quanh cái khuôn để lên trên đây. Đó, mình chà xung quanh cái khuôn chút xíu thôi, không cần nhiều. Mình chà hết tất cả dầu lên mấy cái khuôn nhỏ mình xếp vào trong cái khay để mình hấp. Mình bỏ cái khuôn lên nồi hấp, mình hấp khoảng chừng cho cái khuôn nó nóng đó, khoảng chừng 2 phút. Sau đó mình mở nắp ra, mình chế bột vào. Đó, mình chế bột vào khuôn, mình đậy nắp lại, mình hấp. Đó, mình chế hết tất cả những cái bột đó. Mình có màu trắng này, màu xanh nè, màu vàng nè. Mình đậy nắp lại, mình hấp khoảng chừng 6 phút á, là bánh sẽ chín. Đó. Sau khi bánh chín á, là mình sẽ lấy bánh ra để ngoài cho nó nguội. Rồi sau khi nguội á, mình sẽ mở bánh ra, từ lấy ra khỏi khuôn đó. Đó, các bạn thấy không, bánh nè. Cái khuôn bánh này nhỏ nhỏ xinh xinh rất dễ thương đó. Cậy ra nè, tròn, giờ mình mở ra thử ha, mình bẻ ra thử ha. Rễ tre thấy không, rễ tre đó. Ok, mở thử cái màu vàng ha, màu vàng đó. Rễ tre nhiều không? Cái màu trắng ha, màu trắng rồi. Tre rất là nhiều, mình ăn thử ha. Mềm mềm, béo béo, ngọt ngọt. Mình chấm chung với muối mè này, ăn rất là ngon. Ăn thơm mùi mè. Chúc các bạn thành công ha.